luôn các bạn nhé. Mình test hai cây quạt cho anh khách nha các bạn. Nguyên zin nguyên bản ha. Quá ok. Toàn bộ các cảm biến độ ok hết nha. Cảm biến các bạn thấy nè ha. Khi mình mở lên các bạn ha. Khi mình mở ra bạn thấy không? Cây này ngưng nha. Có cảm biến. Cây này mình mở luôn nha các bạn. Mới đại chỗ nào đó nha. Đó, các bạn thấy không? Hai cây ngưng hết. Đó, các bạn lắp ngược chứ vô. Lắp ngược cảm biến vô. Nó chạy lại nha. Lắp ngược vô. Ok. Hàng 3 tốc 4 tốc độ luôn các bạn. Hàng nguyên zin nguyên bản. Quá tuyệt vời. Quá đã. Một cặp này thì giá là 1 triệu nha. Thì bao gồm phí ship đó. Về anh chỉ việc cấp nguồn đỏ đen là xài. Một cặp nó có sẵn cái bát tới chân các bạn. Thì là giá này là lẻ là 550k một cây bao ship nha. Còn mua từ 2 cây thì mình giảm 100k đó. Là 1 triệu chẵn một cặp bao ship. Còn khách nào mua mà không có chân á, về ví dụ mình đổ chân đi, mình đổ cái chân vô đó. Thì cái chân này các bạn có thể xoay nha, xoay đó. Đổ chân vô thì là 450k nha, bao ship. Lấy từ hai cái thì là 450k. Hai cái không chân là 800 các bạn. 800 bao ship. Ok, anh xem nha. Đây là video test cho anh. Thì trước khi bán ra thì mình sẽ vệ sinh nha, giống như những cái bụi, những cái này cái kia á, ở bên bãi họ bỏ trong cái bành đó các bạn. Nó có thể có những cái bụi thì mình sẽ vệ sinh sạch sẽ, sau đó mình giao. Hàng là Make in Japan. Make in Japan. Ok, về chỉ xài nha. Cảm ơn anh ủng hộ.